Hello, chào các bạn đến với video với chủ đề chiêu trò mặt trái cuộc đời, bôi nhọ người đẹp để chiếm hữu người đẹp. Đây là một chủ đề khá thú vị các bạn, và tôi cũng thường xuyên nghe nhiều cái chiêu trò trên thương trường, ngoài đời, trong cuộc sống rất nhiều các bạn. Thì có câu chuyện này, một anh chàng này rất thích một cô gái người nọ, nhưng mà tán tỉnh hoài, tán tỉnh mãi không được. Thì thế là anh ta dở ra cái mánh khóe hay gọi là thủ đoạn hay chiêu trò cũng được, lợi dụng cái lúc mà cô gái đang giao thông trên đường, anh ta ủi vào cái xe, ủi vào cô gái, và cô gái bị thương phải chở vào bệnh viện cấp cứu. Và vì bởi vì anh ta là người có lỗi, bởi vì anh ta là người vi phạm nên anh ta phải nuôi cô gái đó. Và sau một quá trình nuôi bệnh như thế thì cuối cùng là anh ta đã chiếm được cảm tình của nàng, chiếm được cảm tình của gia đình của nàng, và cuối cùng cưới anh ta thành vợ đó các bạn. Thì tất nhiên trong quá trình mà thực hiện trước khi cưới thì anh ta giữ nhẹm, giấu ém nhẹm cái mục đích một cái động cơ mục đích của mình, giấu nhẹm tất cả những cái ý đồ của mình, như là anh ta thể hiện như là người vô tình, người vô ý gây ra lỗi, nhưng thực tế nó đã có những ý định, có những ý đồ. Thì trên thương trường cũng vậy các bạn, rất nhiều cái câu chuyện nói xấu một cái vùng đất nào đó, nói xấu một cái địa bàn, một thị trường nào đó, cho rằng một cái như là tung tin là chỗ đó nó có vấn đề này vấn đề kia, cuối cùng là anh ta tung cái sản phẩm anh ta vào đó thì anh ta sẽ đã chiến thắng đó các bạn. Và người ta còn nói một cái câu là cái thằng đó nó rất là ham ăn, nó rất là muốn ăn cái đồ ăn đó. Thì khi nó vô là bắt đầu là nó nhổ nước bọt vào đĩa đồ ăn đó, cuối cùng là mọi người gom kinh tởm, gom ghiếc, rồi cuối cùng gom ghiếc nên anh ta được hưởng trọn cái đĩa đồ ăn này. Giống như là những cái câu chuyện dân gian các bạn thanh niên hay kể là anh ta thích một cái cô gái đó, và mọi người mới hỏi là cô gái đó là sao vậy mày. Thì người ta nói trời ơi, cái con nhỏ đó nó ở dơ, nó ham ăn mà nó hung dữ vô cùng. Thì nghe một thông tin này thì mọi người đâu cần phải là xác minh, thì cuối cùng ta xa lánh cô ấy, hoặc là anh ta tự tung tin con nhỏ Lê Thị Mỹ Miều đó, trời ơi, nó vừa ở dơ, nó vừa hung dữ, nó vừa ham ăn mà nó mê ăn mê ngủ, nó xấu đủ mọi thứ. Thì thế là mọi người tẩy chay cô ấy, và cuối cùng anh ta chiếm hữu được cô ấy. Thì hy vọng rằng một cái video ngắn này, nhưng nó sẽ là một thông tin bổ ích cho các bạn, để các bạn là tìm hiểu thị trường, tìm hiểu về cuộc đời, và chúng ta có những cái trí tuệ sáng suốt để ứng xử để mà chúng ta có những cái chọn lựa tốt đẹp và tỉnh táo tới trước những cái nhiều thông tin, trước những cái dư luận. Và một lần nữa tôi xin thông báo các bạn, vào tối thứ tư lúc 19 giờ ngày 27 tháng 3 tôi sẽ tổ chức một buổi livestream cách tạo bố cục để viết một quyển sách để đời của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Cảm ơn các bạn.